vườn này ít đỡ mọi chân mà đỉnh nhỉ. Mới đi lên dưới mà này. Xuống rồi được gặp một ụ lên gặp ụ đấy. Đúng không? Đúng rồi. Tí này còn nhiều nữa mà, chưa xong mà. Bốn cái bọc chưa đầy một bọc. Không, vườn này lại mình cho đi đéo đâu. Nghe tình. Chưa vẫn đang kiếm. Tình hả? Ừ. Kiếm ở vườn đấy luôn mà nó đang trên lối về này gặp nữa. Lại gặp. Cái này chỉ tầm thằng Phúc nó đang live stream bây giờ ấy. Nhiều lắm. Cái trên cái đoạn đường về nào anh cũng chả biết đường Phúc nó dẫn đi một đoạn nó lại kêu dừng lại. Giáp đất nông trường. Không biết nữa mà bộ này chắc phải tầm hơn ký đấy, là hơn ký là có. Nhiều lắm đang nhỏ đấy, 3-4 thằng nhỏ chắc hơi bị nâu ấy. Chắc mày cũng đang ở gần đấy chứ gì? Hỏi nó thấy nguyên đám đèn không? Không. Biết sao mà. Còn tính ơi. Nhiều lắm. Ui ơi, bên này mới đá. Điền ơi là Điền. Tình nó anh em nhưng mà nó đi với thằng kia. Vương chỉ chả có ai đi. Không, vườn này chưa đi, vườn này nằm. À vậy hả? Thằng nào cũng vào vườn lớn kìa. Ui này. Ui, dài thế. Sao cái điện thoại của mình quay nó ti ti mà bên ngoài cái nấm nó to mà quay trong điện thoại đi ti này trời. Cái này đào sâu nhá, nó cây nó dài lắm. Cái này phải đi chặt đầu mối bỏ nấm. Chết rồi, hình như dẫm mình dẫm. Dẫm rồi, dẫm rồi. Đâu quay phim này. Quay quay mà đi đấy đi nuôi hồi đâu còn cái gì. Ụ để có nhiều đâu, khoảng 3-4 ký quay là gì. Bọc nấm đâu rồi. Ôi chuyện để xe vứt rồi thôi tí quay bọc nấm. Ui này. Nghe đúng Phúc con này mình phải quay địa điểm của Phúc mà nấm to vậy mà trong cái điện thoại của em sao quay nó tí vì đâu ấy hả. Nấm thì to nhưng mà trong cái điện thoại của em nó quay nó bé lắm, không biết ra video thì sao mà chưa để ý. Về quá mọi người ơi, nhìn này bọc cái này. Ôi, mọi người á. À đây, quay chiều này mới nhìn mới sướng. Đừng có xoay thẳng vào cái nấm, xoay thẳng vào cái nấm thì không quay được. Chưa phủi ra mọi này bố quá trời đấy. Đây này phủi giời ơi, phủi hết ra không quay. Mọi người thấy phê không? Wow. Bốc được con rết cái địt nó wow liền. Bãi này nhỏ nhất. À đây quay. Mình nấm này với con này. Nấm này nó lên rồi này, giờ này nó lên như vậy không? Ừ, đúng rồi, nghi trong đêm nay chắc phải đi hết đêm quá. Đêm thôi. Má giờ này nó lên như vậy không? Không anh em mình phải ngóng hết đêm. Gì đó chịu nổi, Di chưa ngủ ít. Không, Di nếu mà không về trước thì tí cho 10 cây về đúng mình. Đến đúng 10 cây nhá. Ừ. Để mình đến. Đây, bọc nấm này quay này. Mấy ký? Bọc quên nãy giờ mình đéo bọc. Kia có ôm thật không mày? Đéo phải, mẹ ăn lừa mình. Chùa hồng đây ăn lừa mình chạy quay ngược lại một cây. Đéo thì hết vườn này. Chết. Ngó bông tròn, ngó bông tròn. Ngó quay có đèn, ngó quay như còn. Mình gặp kia đấy. Là lớn quá, là lớn quá. Người ta nghe ai hết. Ở nhà người ta nghe. Ở đây thì đéo có người rồi đấy. Mà sợ ở nhà. Kiểu như bọn ăn tay đấy. Hoa nó ngủ mà nó. Tình thấy mà biết anh em nhỏ vậy thì tiếc lắm. Sư bảo là đau trên nấm cỡ này không mê. À đây mình quay cả bọc nấm đi. Hai người chịu khó nhổ nô này đi. Quay góc độ của em lại càng bé hơn mới đau chứ. Này vậy đúng là nấm rộ ấy nhỉ. Biết cái. Ra video thì mình không chú ý mấy nhưng mình biết mà quay thực tế với người ta là lúc nào nó bé hơn người ta. Anh em mình kiếm được không? Mình chả phúc đéo ăn thua, dân kiếm nấm đéo ăn thua đục mà. Anh Duy quay chưa nào? Sao anh Duy thử quay chẳng có em quay, em nhìn cái nấm tiền tí tí. Tay nào đấy, tay nào kêu mọi người đấy. Vừa đây, quay. Để mà hình tối quá. Cái gì tụi bên này có tí nhỉ? Chắc chưa đi nổi hét luôn đấy nhỉ?
Ừ, đấy nó to đấy, của em nó bé, nhìn của em nó con nít không kìa, tí 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 kìa. Nhìn này của em này, em anh nhìn này, nó bé xíu à. Giờ lại là nó lên như vậy hết rồi này. Ừ. Đây nào vậy? Má đừng, sợ đèn hết pin quá. Đừng quay anh Bình, anh ngại, Phúc nó ngại lắm, quay nấm thôi. Ừ, cứ quay thoải mái. Cô Đức bảo chứ. Má hên là hết pin nhưng anh dễ gì anh về. Trời ơi, Phúc mà lấy nó có quay này chứ, mai cho Đức quay đi. Mẹ mày kéo nó vào ăn thái, nó ngáo hết tháng ở trong đấy. Mà nhìn trong, mình nhìn trong video nó không nổi trội nhỉ, bên ngoài mắt nhìn nó kinh khủng hơn. Bên trong video thì nhìn nó nưa tưa. Nưa tưa làm sao? Ok, đây đi lấy gì nhỉ? Tốc của bắp đi. Từ từ nha, đang cố gắng cái video nó dài dài đi. Cảnh nhỏ nung thì nó mới ấy. Hấp dẫn luôn. Nó hấp dẫn chứ tự nhiên kì. Quay quay hơi xôi nó. Nếu các bạn thấy hay và thì nhớ like và share cho kênh của Vương nhá. À rồi, họ vang lên bút phút cái bệnh 512 kia được ấy. Đi tiện đó. Nhà thuốc bán cái cây mà cho ăn như của bà đấy. Ừ. 190.000 trong cái kho dược của thành phố của bệnh viện nó bán 5.000. Mà ăn cướp không? Mà đa phần không biết cần phải mua của nhà thuốc. Là cây gì? Cái cây mình nhét vào để cho bà mấy người nằm viện ăn đấy. Ừ. Mẹ đấy. Nhà thuốc bán 190.000, họ mình loại này mua với bao nhiêu ngày thì không biết. Giờ mới phát hiện là dưới kho dược của bệnh viện đấy luôn, cũng cây đấy là 5.000. Ấy da, được đấy nhỉ. Thế mình quay bốc phốt được đấy. Được đấy, bữa nào làm cái quả cho nó biết. Thì cái đấy là mình phải rạch mặt ra chứ để ảnh hưởng rất nhiều, rất nhiều người. Nhiều người ở trên đấy người ta khổ lắm chứ đâu có phải là sung sướng gì mà nó bán kiểu đấy. Nhưng mà mình quay trọng lúc đấy mình có cái hóa đơn gì để khi mình mua bán hay là mình quay ném người ta. Các quay quay đi phải quay nén. Một thằng đi trước các quay sau quay nén nó cầm cái ấy của Vàng thì đéo biết quay đâu. Em đeo vào ngực đeo vai, nó cứ tưởng em đeo chơi chứ chả biết em quay. Đấy, để cho nó hỏi hai chỗ lên trong cùng một bệnh viện luôn. Không bán không được. Đúng không? Ừ, bắt buộc phải bán. 190.000 được quá ghê. Nhưng mà làm sao biết được, quan trọng chính thì xác. Mua rồi. Bắt chừng mua rồi. Mua như nào? Ý là hỏi mình đem loại đã mua ở nhà thuốc 190. Bao nhiêu ngày nay rồi. Cái ông kia ông chỉ thì xuống kho dược của bệnh viện đấy luôn, cách đấy có mấy chục mét thôi. Mua có 5.000. Khốn nạn thật đi. Nó kinh rồi. Làm đếch gì mà kiểu như giống như nó người ta không biết, người ta cứ tưởng cái tác dụng kinh khủng lắm đấy. Ê, nó chém kinh này. Vậy là đi kẹ này, năm nay anh em không phải dạng vừa trong giới kiếm nấm. Cái đấy bốc phốt ra cũng nhiều người coi lắm ấy, và cái đấy tốt mà. Đúng không? Ừ, tốt mà. Quá tốt. Cái đấy phải vạch trần. Quá ảnh hưởng quá nhiều cái người ta nằm viện giống như nằm nưa người ta rồi, cái đấy là gọi là nưa người ta rồi. Anh em mình còn không sao chứ mẹ gặp nhà khó khăn đấy. Người ta kiếm từng bữa cơm này, người ta coi đấy bao nhiêu người phải xuống ăn cơm từ thiện đấy. Sợ luôn. Người ta coi đấy gia đình người ta phải xuống ăn cơm từ thiện đấy mà đủ có chém người ta như vậy. Quá chém, cái đấy là nưa chứ chém gì nữa, cái đấy gọi nưa luôn rồi, không thể chém được. Tại vì cái giá nó chênh nhau cực khủng, giống như một cái giá trị 30 mấy lần. Ừ, nhưng mà giống như là một cái giá trị bèo mà quy thành một cái giá trị cao là nửa. Thì cái 5.000 nó phải có lời rồi. Ừ. 5.000 thì nó lời lên 10, 20, 30, 40 nghìn đi. Cái chỗ bán 5.000 nó phải có lời rồi. Ừ. Thì nhập 2-3.000 thôi. Đúng không? Tức là hàng không chất lượng bây giờ thành ra giống như hàng chất lượng cao, hàng rất giá trị. Cũng biết có khác cái gì không? Thì mình mua hai cây mình cầm mình đỏ. Ừ, đúng rồi, mình mua hai nơi được cái gì, đúng có không? Có cái gì đâu, nó chỉ là cái ống mút với cái đậy thì có gì đâu. Một hết nè, không thì có gì khác. Cầm mua hai chỗ, cùng một chỗ nữa mình đậy. Rồi, mình mua hai nơi, để biết được cái giá tranh như vậy. Ôi, cứt. Gì, nhưng này chờ một đống. Mà đéo biết, ôi thằng là mới hiểu, mà đéo biết. Sao, cầm mấy cái? Cái này cần nên chắc phải tầm 7-8 kg. 7-8 kg đúng rồi. Nhưng mà nọc cái đất này chắc không được vậy. 3 kg. Lưu lại cái đống nấm này nhé. Bao nhiêu ngày nó ngáo rồi nay thành công. Mày anh chụp cái. Như đây đủ pha mì ăn sáng rồi con. Ui, chịu phải. Không, người ta lại nhìn người ta tưởng đống nhỏ, thực sự nó rất nhiều. Nói vậy người ta tưởng là ai chết cái đống này chắc ti. Camera góc rộng. Đâu góc rộng quay là dở chứ, nó nhỏ lại đi. Nó nhỏ cảnh vật này. Nhớ coi. Không, nó chỉ là quay rộng ra thôi, nhưng mà nó nhỏ lại. Nó nhỏ
này vậy ta. Giống vậy ta còn giống được. Ừ, lúc này còn giống được đấy.